Rồi chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ khui cái con máy cắt tỉa này nha. Quay đang quay. Đây là cục pin 15 cell. Còn đây là trộn bộ nha, hai cái này riêng nha, hai cái này rời nha. Bây giờ mình sẽ khui ra thử. Rồi. Đây là cái bộ lưỡi cắt ngắn này nha. Mình để đây. Rồi để đây. Cái này là pin nhỏ này nha, theo máy của nó là pin nhỏ nè. Tiếp tục, theo máy là pin nhỏ luôn. Một cái chu sa. Rồi một cái cắt cỏ dài này nha. Cái cắt dài. Rồi đây là cái thân máy. Đầu tiên thì mình gắn cái pin nhỏ vô mình thử nha. Rồi bắt đầu. Kênh nghe cái chấu ơi. Rồi về thì dễ hơn nè. Ok nha. Mình đi cắt cỏ đi nha, quay qua đây đúng rồi. Mình chuyện dính vô tay. Đó. Ok nha bà con. Rồi quay qua đây. Còn cắt cỏ nha. Dính ngón tay, chuyện dính ngón tay này. Đúng rồi, ngón tay thẳng lên đúng rồi. Rồi bắt đầu nha. Rồi, cái này mình mua về cắt cho con rồi con. Cắt nhẹ nhàng. Đó. À, bây giờ mình sẽ cắt cây bự thôi nha. Đỡ cây bự gì là cắt ok nha. Mình thử mình cắt cái cây này coi được không nha. Cái này là cây bạc lăng nha, đứt luôn nha, nhưng mà cái này cắt nhỏ thôi. Rồi cái này là cắt nhỏ là ok. Rồi bây giờ mình sẽ thay cái lưỡi bồi lưỡi dài nha. Mày qua đây, qua đây, qua đây, đúng rồi, mình sẽ thay cái lưỡi dài nha. Thay cái bộ lưỡi của nó đây. Bơi. Trong cái này có chấu. Trong cái này nó có cái bộ chấu này nha. Chút xíu ba trẻ con nha. Ok. Rồi, bắt đầu mình thử lưỡi dài này nha. Nó làm ngon rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lợi cái đám cỏ mới nè, quay qua đây nè. Mình sẽ lợi cái đám cỏ mới nè, lấy ngón tay ra. Đúng rồi. Bên. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái cục pin to hơn này nha. Quay qua đây. Rồi mình trải nghiệm cục pin to hơn này nha. Bỏ cục pin nhỏ ra, gắn cục pin bự vô nha. Chắc rồi. Cục pin bự lên sẽ mạnh hơn. Đúng rồi. Rồi quay qua đây, quay qua đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt cỏ này nha. Quay qua đây, quay vô đây nè, thấy không? Thấy. Thấy trong điện thoại chưa? Thấy ba trong điện thoại không? Thấy. Rồi cắt cây bự này nha. Rồi những cây bự này là ok hết nha. Quay qua đây. Dạ, cắt cái bự này nha. Cắt rất là ngọt nha. Rồi cái bộ này chưa tới 1 triệu nữa nha.
Bộ này rẻ. Kìa, dính cái cây rồi kìa. Bộ này rẻ nha, chưa tới 1 triệu nữa nha. Mình muốn đổi pin bự thì mình thêm tiền mình đổi pin bự nha. Rồi, tiếp tục. Cho con cắt đi. Rồi, ok.